chào khán giả của đài Thái Bình TV Online. Hôm nay Hoàng Anh rất là hân hạnh mời được chú Bảy, là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hiện đang sinh sống tại Seattle, Washington. Thì cháu xin chào chú Bảy. Chú Bảy là đã qua Mỹ vào năm 1992 phải không? Đúng chú? Dạ, và hiện tại chú đang sống ở vùng Southwest của Seattle. Thì hôm nay Hoàng Anh muốn mời quý khán thính giả đến để được nghe chú Bảy tâm sự và chia sẻ chuyện vui buồn của chú. Và chú Bảy đó là một người có tâm hồn rất là nghệ thuật. Thì Hoàng Anh cũng đã đến gặp chú Bảy để có được một cái cuốn CD xin giới thiệu với lại quý khán thính giả, là Hoàng Anh rất là ham vui, rất là mê nghệ thuật, rất là mê ca hát, văn nghệ. Cho nên là Hoàng Anh đã đến để gặp chú Bảy, và chú Bảy đã giúp cho Hoàng Anh thâu được một cuốn CD. Và từ cái cuốn CD này thì chương trình MTV của Lê Thái trong Thái Bình TV Online, thì nếu mà sẵn đây thì Hoàng Anh cũng xin được giới thiệu luôn với lại quý khán thính giả là Thái Bình TV Online có làm một chương trình MTV Tài Năng Mới. Thì tất cả các anh chị em nào không phân biệt tuổi tác, nếu mà yêu thích văn nghệ thì xin mời đến gặp chú Bảy. Chú sẽ giúp đỡ cho chúng ta thâu một cuốn CD rất là hay, âm thanh rất là hay đó quý vị. Và Lê Thái sẽ thực hiện cho chúng ta một chương trình MTV rất là đẹp. Xin mời quý khán thính giả vào Thái Bình TV Online .com và vào chương trình Tài Năng Mới, thì quý vị sẽ thấy những cái hình ảnh đẹp và những âm thanh rất là hay. Âm thanh ca nhạc là do chú Bảy thực hiện, và hình ảnh là do Lê Thái quay. Thì bây giờ thì Hoàng Anh xin nhường lời lại cho chú Bảy. Xin mời chú Bảy có những chia sẻ với lại quý khán thính giả. Dạ, trước tiên thì tôi xin cảm ơn Thái Bình TV Online đã dành cho tôi một chút ít thời gian để mà được lên cái show này. Thì hôm nay tôi đến đây đó, và cũng theo sự yêu cầu của ông giám đốc đài Thái Bình TV Online. Thái Bình TV Online. Yeah. Thì trước tiên tôi xin kính chào quý vị thính giả, khán giả. Và sau đó thì tôi cũng có vài đôi lời để mà trình bày với quý vị những cái chuyện vui buồn trong cái chuyện đam mê về nghệ thuật. Dạ, thì cháu cũng xin phép được giới thiệu sơ qua về chú Bảy. Thì chú là một sĩ quan, là một cựu sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thời Việt Nam thời trước 75. Thì chú qua Mỹ, định cư tại Mỹ đó là vào năm nào hả chú? Tôi xin trình bày, tôi là Huỳnh Văn Tỷ, thuộc bộ binh của sư đoàn 21 và trung đoàn 3, và tôi phục vụ dưới trướng của ông đại tá Hồ Ngọc Cảnh khoảng 9 năm mấy, gần 10 năm. Khi mà ông đại tá Cảnh ổng qua bên trung đoàn 15 để mình đi giải dây Bình Long, thì lúc đó là tôi với ông Cảnh mới chia tay. Thì cái cuộc đời trong quân đội của tôi đó thì coi như là phải tác chiến rất nhiều, và tôi nghĩ rằng cái việc mà bảo vệ cái miền Nam thì tôi cũng đã đóng góp cũng rất nhiều sức lực của tôi ở trong cái giai đoạn đó. Và hôm nay thì cái cuộc chiến nó đã qua rồi, thì khi tôi định cư ở Mỹ này năm 92, chú đưa coi như là chú qua định cư tại Hoa Kỳ, là gia đình là chú, vợ chú và các con, có bao nhiêu con hả chú? Tôi qua hết toàn bộ gia đình là một vợ và năm con, và bây giờ thì những đứa con của tôi nó đã lớn hết rồi. Thằng út tôi nay cũng đã 30, coi như là tụi nó đã thành công trong cái xã hội mới, trong xã hội ở Mỹ này. Cho nên tôi về già cũng tương đối cũng là do đó mà ảnh hưởng theo. Dạ, thì coi như là một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đưa gia đình qua đây và sinh sống, và các con cũng đã thành công hết. Thì bây giờ coi như là chú đã xong xuôi rồi, còn lại là cuộc sống của chú. Thì hiện tại
Hoàng Anh xin phép, quý khán giả cùng xin phép với lại chú Bảy là nếu mà mình nói về nghệ thuật á, thì trong vấn đề nghệ thuật sân khấu thì đúng ra đó là không có chú cháu trong đây, thì Hoàng Anh cũng xin phép được gọi là anh. Thì thưa với anh Tỷ là theo Hoàng Anh được biết thì bây giờ Hoàng Anh các con của anh đã thành công và đã ra ngoài sinh sống, thì cuộc sống của anh bây giờ là anh vui với lại nghệ thuật, bằng chứng là đã làm cho Hoàng Anh một cái dĩa CD rất là hay, và những cái hình ảnh mà trên CD này đó thưa quý vị chính là anh Tỷ chụp luôn đó quý vị. Thì bây giờ anh có thể nói sơ qua về cái vấn đề mà văn nghệ này. Thưa quý vị, như quý vị, cô Hoàng Anh đã trình bày cho quý vị thấy là cái CD mà tôi đã thực hiện. Thì bây giờ con gái tôi nó đã xong xuôi hết rồi, bây giờ tuổi già. Thì dường như là sĩ quan của chế độ cũ, người nào cũng có cái máu văn nghệ, ít nhiều thôi. Bởi vì hồi nhỏ là anh nào cũng biết chơi một cái loại đàn. Không guitar thì cũng dục lông hay gì đại ấy. Nhưng mà vì chiến tranh nó leo thang, cho nên rồi tất cả đều phải nhập ngũ, thì không còn thời gian để mà tiếp tục để mà chơi những cái loại nhạc cụ nữa. Rồi bây giờ khi mà có tuổi già nó thảnh thoát thì có thể là cái máu nó vẫn trở lại ở trong người. có sẵn trong người có rồi. Do đó thì bây giờ chơi đàn lại thì tay chân nó đã cứng rồi. Có thể là không còn điêu luyện nữa. Không có tiến bộ được. Cho nên tôi mới nghĩ tới vấn đề mà ủng hộ, giúp đỡ cho những em, những cháu mà nó thích văn nghệ. Để nó có một cái trò giải trí lành mạnh. Ở trong cái đất nước mình văn minh, chẳng hạn như mà nói như thế ban này. Vấn đề cờ bạc quá nhiều đi. Thành ra tôi có một cái ý định là để lôi kéo những em nào mà nó biết hát ca hát, để nó có một cái trò giải trí lành mạnh, để mà nó bỏ bớt đi những cái giải hạn như vô cách. Vừa là nâng cao những cái tài năng, coi như là thực sự ra là các em, các cháu và luôn cả các anh, các chị có những cái tài năng tiềm ẩn ở trong người của mình nhưng mà không có dịp để mà phát triển ra, không có dịp để mà nâng cao mình. Thì với anh Tỷ và với Thái Bình TV Online là có một ý tưởng rất là hay, thì anh Tỷ sẽ phối hợp với lại Thái Bình TV Online để giúp các bạn nào mà yêu thích về ca hát thì có một cái cơ hội, có một cái dịp để mà mình nâng cao cái tài năng và để mà mình đưa ra cho mọi người biết rằng mình là hát cũng rất là hay. Có nhiều khi là có nhiều người hát rất là hay nhưng mà không có dịp đó anh Tỷ, cho nên đó là họ không có cái cơ hội để mà họ đưa ra cho khán giả nhìn thấy được cái tài năng của họ. Thì qua đây đó là anh Tỷ sẽ, khi mà các bạn, nếu mà Hoàng Anh biết là rất là nhiều yêu thích văn nghệ đó, ca hát đó, nhưng mà không có biết ai hay là không biết làm thế nào để mà show cái tài năng của mình ra, thì xin liên lạc với lại anh Tỷ, số phone của anh. Bây giờ tôi tiếp theo cái lời của cô Hoàng Anh đó, tôi nói một cách chi tiết hơn là cái việc mà tôi mở một cái studio để mà tôi thâu nhạc đó, thật ra là tôi để giải trí thôi. Và đồng thời để giúp những ông già, bà già, rồi những người thanh niên cỡ tuổi trung, những cô cũng tuổi trung trung, và tất cả những đứa em, đứa cháu nó biết hát, là có cái dịp để mà nó phát triển cái tài năng đó. Đây không phải là vấn đề thương mại, tức là không có quảng cáo vấn đề thương mại. Bởi vì khi mà tôi thực hiện một cái dĩa như thế này, cái tiền tôi lấy rất là tượng trưng. Có thể nói là không có, có thể là mọi người đều có thể là chịu đựng được. Nó không có thể quá mắc, tượng trưng thôi. Thì hiện tại tôi xin là nếu quý vị lớn tuổi cũng như là các em, các cháu có dịp, có thời giờ mà muốn phát triển tài năng, hãy cứ đến với tôi. Tôi sẽ giúp cho.
Thì vậy thôi. Dạ, thì hiện tại bây giờ đó là đài Thái Bình TV Online đó là có một cái chương trình là Tài Năng Mới. Tại vì đài cũng muốn tìm tòi những cái tài năng mới để mà nâng cao họ lên, để mà đưa họ lên, nhưng mà hoàn toàn là phi thương mại, không có, kính thưa quý vị, là đài không, hiện tại bây giờ là không có chọn bất cứ cái số tiền nào. Nếu mà quý vị yêu thích ca hát, đến gặp chú Tỷ để chú Tỷ giúp đỡ cho chúng ta, bởi vì phải thâu một cái CD như thế này xong rồi đó thì là trở lại để mà gặp Lê Thái trong Thái Bình TV Online, thì Lê Thái sẽ giúp cho chúng ta quay ngoại cảnh làm một cái MTV. Nhưng mà hiện tại bây giờ để Hoàng Anh nói nhỏ cho quý vị nghe, không có lấy tiền. Và chú Tỷ cũng và anh Tỷ thì vì là yêu thích văn nghệ cho nên là giúp đỡ cho chúng ta về tất cả những cái đó, chỉnh sửa những lời hát của chúng ta, chỉnh sửa lại âm thanh, rồi tạo cho chúng ta có một cái CD nghe như là một ca sĩ chuyên nghiệp vậy đó quý vị. Hãy đến gặp anh Tỷ đi rồi sẽ thấy là lời quảng cáo của Hoàng Anh là chính xác. Có quý vị thấy là cái dĩa tôi đã trình bày như thế này, là cái này là cái vỏ dĩa, và phần trong á là cái mặt dĩa. Mặt dĩa có hình của cái người hát, cái người ca, những cái bản. Một dĩa như thế này là tôi cho tiêu chuẩn nó là 10 bản, nhưng mà những cái người nào, những cái bản nào mà ngắn thì nó lên tới 12 bản. Hoặc là những cái người nào họ hát mà tôi thấy rằng là được thì tôi mới thâu, còn không được thì tôi sẽ ráng tôi chỉ cách kỹ thuật cũng như cách thức để mà khá hơn. Khi nào mà tôi nghe được lúc đó tôi mới chịu thâu, chứ không phải là tôi ai tới tôi cũng thâu hết. Khi ra dĩa là tôi phải có những cái cách thức như vậy. Và quý vị thấy rằng với một cái dĩa như thế này chỉ có 50-60 bạc thôi, thì phải như vậy nè, tôi chụp hình rồi tôi design rồi dĩa rồi máy móc điện. Okay. Coi như là chúng ta chỉ lấy là đóng góp cho tôi nè, cái về cái phần đó thôi, chứ còn công cho bỏ ra để lại cho là... cho anh Tỷ tiền điện, tiền dĩa, tiền chụp hình, tiền mực, tiền in ra vậy thôi. Được. Bây giờ quý vị nào muốn đến tôi thì xin ghi cái số phone của tôi là 206-412-1594. Đó, rồi liên lạc với tôi thì tôi sẽ hướng dẫn để mà tới cái phòng thâu của tôi. Và qua cái sự chỉnh sửa và giúp đỡ của anh Tỷ thì Hoàng Anh cũng sẽ trở thành một ca sĩ đó quý vị. Quý vị chờ đón xem đi, Hoàng Anh sẽ lên MTV đó. Tôi xin nói thêm một điều nữa, không có ai giỏi từ trong bụng mẹ giỏi ra. Tất cả cái mọi thứ trên đời này đều phải do sự luyện tập. Hát lần đầu không bao giờ hay bằng cái lần thứ 10, thứ 20. Để càng hát càng nhiều thì nó càng giỏi. Cái gì cũng vậy, cũng như võ thuật cũng vậy. Cái gì phải có sự luyện tập. Luyện tập mà còn kèm theo là phải có thầy giỏi nữa, rồi cộng thêm là cái sự đam mê của mình nữa. Đúng. Vậy thôi, chứ có gì đó, cái này cũng dễ thôi. Miễn là làm sao mình thích là được rồi. Thích là có tiến bộ. Thì kính thưa quý khán giả, Hoàng Anh xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và ủng hộ đài Thái Bình TV Online từ bấy lâu nay. Hoàng Anh xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả và xin chào, hẹn gặp lại quý khán giả vào show tới. Tôi một lần sau cùng là cũng xin cảm ơn quý khán giả đã bỏ chút thời giờ để theo dõi cuộc nói chuyện giữa tôi và cô Hoàng Anh. Và các bạn nào mai mốt cái show này đi khắp thế giới, mà các bạn nào mà đã sau 75 đã thất lạc tôi thì nếu biết được tôi qua cái show này, thấy cái show phone tôi xin liên lạc về, xin cảm ơn. Liên lạc với anh Tỷ, một người vẫn còn phong độ.